Thị trường sau khi có bùng nổ theo đà sát nhẫn đáy, vậy liệu trong thời gian sắp tới dòng nào sẽ là dòng dẫn dắt? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này. Thì bạn thấy hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục duy trì đà tăng với xung lực tương đối mạnh mẽ. Cụ thể vừa đi tăng 10,93 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1.272,55 điểm. Giá trị giao dịch ở mức cao 19.016,26 tỷ. Và đánh giá trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái đợt rung lắc và cân bằng xảy ra. Tại vì mọi người biết rằng ấy, khi chúng ta nó đi lên, nó gặp lại vùng cản này sẽ có nguồn cung. Do đầu tư đang kẹp hàng bán ra và do đầu tư đang có lại bán ra và để hấp thụ hai nguồn cung đó thì nó phải cần những nhịp điều chỉnh hoặc cân bằng trở lại. Mình sẽ ví dụ cho bạn để anh dung. Khi chúng ta này, từ những cái vùng đáy nó đi lên, đúng giả và xuất hiện bùng nổ đà, không phải là sẽ tăng lên chữ V mà sẽ cần những vùng cân bằng để hấp thụ lại nguồn cung. Thứ nhất là đầu tư đang kẹp hàng ở đỉnh trước bán ra này, nhà đầu tư đang có lại bán ra này, và khi hấp thụ hai nguồn cung đó thành công sao ạ? Thì sau đó mới bước vào một cái đà tăng mới. Tại vì tổ chức mục tiêu họ là gì? Hấp thụ lượng cung hàng ở vùng giá thấp, chứ có tổ chức nào mà họ dạy để họ hấp thụ những nguồn cung hàng ở giá cao và họ đánh lên liên tục không? Đúng vậy, nên vì sao nó phải cần những biên sideways là như vậy? Hay bạn thấy đây đi, thị trường ta nó đâu phải đi lên lên chữ V đâu, nó đi lên thì phải cần những nhịp gì ạ? Rung lắc và điều chỉnh nó xảy ra, đúng vậy, ở đây này rung lắc và điều chỉnh xảy ra. Thì bạn hãy chờ những cái nhịp này này để bạn tìm những cái dòng dẫn dắt để bạn đánh. Hoặc đoạn nào nữa, hoặc đoạn này này, thì chúng ta đi lên nó phải là đi lên luôn đâu. Nó gặp lại ngay gáp cũng là vùng cản, và khi gặp lại cản sao? Thì phải cần sideways. Bản chất nó sẽ luôn luôn xảy ra như vậy, bởi vì bản chất con người sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian. Các bạn thấy chu kỳ này này thì chúng ta này, nó giật lên giật xuống, giật lên lật xuống liên tục, và khi nó bước vào trend line tăng mới, và bạn thấy đi, ở đây này nó gặp lại cản sao? Nó phải cần một cái biên độ gọi là sideways. Sau đó mới bắt đầu gì ạ? Nó xác nhận, nó đánh lên và bước vào cái uptrend mới, đúng vậy? Đó nên vì sao lần này này các bạn phải chờ gì ạ? Chờ nhịp rung lắc xảy ra để chúng ta tìm được những cái dòng dẫn dắt để chúng ta đầu tư trong cái thời gian sắp tới. Và đó mà nói nhịp điều chỉnh ở giai đoạn phía sau nó sẽ là cơ hội cho các bạn. Và kỳ vọng ấy, mục tiêu của cái vùng điều chỉnh này thì mình đánh giá rằng ấy nó sẽ quanh bao nhiêu ạ? Ví dụ như lên trên đây này, nó sẽ quay quanh 1.280, với là cái biên điều chỉnh nó có khả năng là về vùng giá khoảng 1.220, 1.225 gì đó. Nếu tích lũy và sau quay trở lại là cái cơ hội để bạn nhìn ra được dòng nào mạnh, dòng nào yếu đấy. Thị trường chúng ta chỉ xuất hiện cơ hội khi mọi thứ nó có những trạng thái gọi là điều chỉnh, hoặc nó sẽ có trạng thái tương đối xấu. Mình ví dụ cho bạn dễ hình dung, khi chúng ta này ở đây này nó sideways, thì bạn thấy tại vì sao chúng ta nhìn được dòng dẫn? Tại bạn biết rằng ấy, khi chúng ta sideways thì những cổ phiếu nó sideways thị trường, hoặc là các bạn thấy những lúc thì chúng ta điều chỉnh, dòng nào nó ít điều chỉnh thị trường, lúc dòng ba bậc tăng thì dòng đó sẽ là dòng dẫn sóng ở giai đoạn phía sau. Các bạn thấy con MBB đi, ví dụ như đây là dòng dẫn sóng, thì bạn nhìn đi, nó có sự khác biệt gì so với cái nhịp chỉnh thị trường? Đương nhiên là dòng này này thì chúng ta chỉnh bao nhiêu nhịp ạ? Khoảng 3 nhịp, đúng chưa ạ? 1 nhịp này, 2 nhịp này, 3 nhịp, nhưng con này chỉnh bao nhiêu nhịp? 1 nhịp này, 2 nhịp. Lúc đó thị trường ta bắt đầu gì ạ? Có những trạng thái này, nó cân bằng thì nó cũng cân bằng. Nhưng lúc thị trường đi lên sao? Con này đi lên đầu tiên. Và cái mức độ điều chỉnh nó ít hơn thì các bạn thấy nó là dòng dẫn sóng. Hoặc bạn nhìn qua con GVR đi. Thị trường ta điều chỉnh 3 nhịp đúng chưa? Ở đây nó điều chỉnh 1 nhịp, 2 nhịp, cứ như bật tăng xong nó cũng bật tăng lên. Và lúc ở đây thị trường điều chỉnh thì nó siết biên trở lại, lúc trường mặt tăng xong nó vào sóng, đúng chưa? Nên vì sao lúc chúng ta điều chỉnh như thế này chúng ta nhìn được dòng sóng, chứ bạn thấy trường đi lên thì con nào đi lên và khi nó bùng nổ đà thì nó sẽ rất tù mù, chúng ta sẽ không biết được dòng nào dòng dẫn. Nên những cái giai đoạn phía sau ấy là giai đoạn các bạn phải cực kỳ quan tâm để bạn tìm được những dòng dẫn dắt để chúng ta đánh cho chu kỳ phía sau. Hoặc là bạn thấy đi, cái dấu hiệu của những cái cổ phiếu mà nó yếu thị trường, ví dụ như bạn thấy đoạn này đi, cái dòng chứng khoán ví dụ con VCI đi, thị trường nó chỉnh thì sẽ chỉnh nhiều hơn thị trường. Hoặc là bạn thấy những cổ phiếu như con gì ạ? HDC đi, đúng vậy, nó chỉnh cũng mạnh hơn thị trường, rõ ràng là nó chỉnh mạnh thị trường, đúng vậy. Lên dù bật tăng nó cũng bật tăng, giống như rừng lúc điều chỉnh sao nó điều chỉnh mạnh thị trường, thì lúc trường nó vào sóng sao nó sẽ chưa vào sóng. Nên bạn phải hiểu rằng các bạn phải nhìn được ở cái dòng nào nó cân bằng tốt ấy, cái dòng nào ấy thị trường nó biên lỏng như này mà nó siết chặt lại được thì đoạn sau nó mới vào sóng được. Hoặc bạn thấy đoạn này đây, rõ ràng là dòng gì, có phải là dòng chứng khoán vào sóng không? Bạn nhìn qua con FTS đi thì có dấu hiệu gì? Đoạn này này, lúc trước thì nó rơi trước thị trường, đúng vậy, bắt đầu nó bật tăng sợ. Nó bật tăng khá là tốt. Và bạn thấy lúc thị trường ta điều chỉnh nhịp 1 này, nó cũng điều chỉnh này, nhưng điều chỉnh cái với tốc độ yếu hơn thị trường. Bắt đầu điều chỉnh nhịp 2 này, nó cũng điều chỉnh nhịp 2 nhưng điều chỉnh ít hơn thị trường. Rồi thị trường điều chỉnh nhịp 3, nó test đáy và nó cân bằng trước, lúc thị trường bật tăng xong nó tăng mạnh hơn. Thì bạn thấy dòng tiền này là dòng tiền nó vào sóng, đúng chưa? Nên bạn phải nhìn được những dòng này này, đúng giờ thị trường biên lỏng, nhưng con nào nó siết chặt và cái biên của nó hẹp lại vần và nó có những trạng thái gì ạ? Nó điều chỉnh ở thị trường thì dòng đó sẽ dòng sóng. Nên bạn phải lưu ý ở giai đoạn phía sau, nhìn được những cái dòng đó để chúng ta đánh cho chu kỳ phía sau. Hay bạn thấy ở chu kỳ này, ví dụ như thì chúng ta chỉnh nhịp này, bạn thấy HDC đúng vậy ạ? Nó có khác biệt gì so với gì ạ? Những nhịp điều chỉnh này, có phải là dừng chỉnh, con này không chỉnh, lúc dùng bật tăng sau nó tăng mạnh nhất không? Thì bạn phải tìm được những cổ phiếu này này. Đó nên vì sao đoạn sắp tới sẽ là những dòng
cổ phiếu dẫn sóng nó xuất hiện, và bạn phải lưu ý về những cái dòng dẫn sóng để bạn đầu tư chiều phía sau, tại vì khi chúng ta đánh sóng dòng thì nó mới mang lại biên độ lợi nhuận lớn nhất. Bạn thấy đi, ví dụ như đoạn này này nó có sóng gì, sóng chứng khoán thì bạn đánh gì ạ? Đầu tư công làm sao có lãi. Đó đây này, bắt đầu nó xuất hiện sóng gì, sóng ngân hàng, khu công nghiệp, mà bạn đánh dòng gì, đánh dòng gọi là dòng chứng khoán nó cũng không có lãi, hoặc là đánh những dòng gì ạ, công nghệ cũng không có lãi nhiều. Còn bây giờ sóng công nghệ này các bạn đánh gì ạ, đánh dòng gì ạ, dầu khí làm sao có lãi. Đó nên vì sao bạn thấy đi, đoạn này chúng ta phải nhìn ở chúng ta biết đúng sóng thì chúng ta mới tham gia được ở chu kỳ phía sau. Và đối với mình thì ở đây thì vài phiên sắp tới thì nó cân bằng quanh vùng này này, thì bạn canh những cổ phiếu tốt để bạn tham gia đúng giờ. Thì quan điểm mà là như vậy, tại vì chúng ta có bùng nổ đà rồi thì chúng ta sẽ không cạy trường. Còn nếu ở đây bạn lấy vào lấy vị thế đi, 30 đến 50% vị thế đi đúng giờ, thì các bạn cũng sẽ mang những cái trạng thái rất an toàn. Và nếu nó có thất bại sao thì bạn chỉ thua một cái phần nhỏ thôi. Mình ví dụ cụ thể như một cái cổ phiếu như các bạn thấy con DIG đi, các bạn lỡ các bạn mua ở những vùng nền tích lũy của nó đúng giờ, từ cái nền kiến tạo số 2 thì ở đây này nó đã có xác nhận tạo đáy nó đi lên đúng giờ, ở đây này bắt đầu có xác nhận tạo đáy đi lên đúng giờ, bắt đầu nó sai quay trở lại ở đây này, phiên xác nhận tạo đáy lên này, ở đây bắt đầu tích lũy trở lại. Và chúng ta chưa biết rằng nó chưa lên hay nó xuống thì chúng ta cứ lấy vị thế 30 đến 50% đúng giờ. Ví dụ như đây bạn thấy lấy 30% vị thế đây, lên đây bạn gia tăng đi 50% vị thế, lên đấy bạn tiếp tục gia tăng đi, thì bạn thấy cái mức độ đi vốn trong chiều tăng nó sẽ rất an toàn. Tại vì sao? Tại vì ở đây ví dụ như bạn lấy 30, ở đây bạn lấy thêm 50 đúng giờ là bạn lấy được 80%, rồi bạn lấy đây là 100%, thì các bạn thấy giá vốn nó đâu đây này đúng giờ, và khi nó chỉnh thì nó sẽ không bao giờ vi phạm giá vốn. Và các bạn thấy các bạn thắng hay sao thì bạn sẽ thắng trên tổng quy mô vốn đúng giờ. Và nếu cái điểm này các bạn đi quy mô vốn 30% mà lỡ đây nó sai sao thì bạn chỉ sai đâu khoảng là bao nhiêu, trên tổng quy mô sẽ thu rất nhỏ. Ví dụ đây cho bạn lỗ 10% đi, cho bạn lỗ điểm này này, các bạn có 100 triệu bạn lấy 30 triệu bạn đánh, và khi các bạn thua khoảng bao nhiêu ạ, các bạn thua khoảng 10% đi thì bạn thua 3 triệu, mà 3 triệu trên tổng quy mô vốn sao chỉ có 3% thôi đúng chưa. Hoặc là lên đây bạn tiếp tục bạn gia tăng đi là bao nhiêu ạ, là các bạn gia tăng lên khoảng 50% nữa là bao nhiêu ạ, là khoảng đánh 80 triệu đi. Và ví dụ như ở đây nó không lên, bắt đầu nó gãy thêm nhịp nữa sao ạ, nó gãy vào đây đi đúng chưa, thì bạn cắt lỗ nó cũng sẽ rất ít, hoặc bạn thấy nó gãy nhẹ ở đây đi là bạn cắt nó cũng sẽ rất ít hơn đúng giờ. Và khi bạn thua sao ạ, thua trên từng phần vốn, nhưng mà bạn thắng thì sao, nếu bạn thắng thì bạn sẽ thắng rất lớn. Nên vì sao khi trong thị trường chứng khoán này có câu nói rất là hay của ông Soros, không quan trọng bạn đúng bao nhiêu, và khi bạn sai quan trọng là bạn đúng là bạn được bao nhiêu, và khi bạn sai mất bao nhiêu nó mới quan trọng. Các bạn có thể thua 2-3 lần, 3-500, nhưng bạn chỉ thắng một lần, thắng lớn là bạn thành công. Đó nên vì sao đoạn sắp tới này là đoạn bạn phải chú ý để bạn có thể lấy vị thế đúng giờ. Và nhìn chung thị trường ta đã có tín hiệu gọi là cân bằng và tạo đáy như thế rồi, thì chúng ta sẽ gì ạ, sẽ có những trạng thái chúng ta tập trung vào cổ phiếu hơn, chúng ta sẽ không phân tích quá nhiều vào chỉ số nữa. Tại vì khi chúng ta phân tích vào chỉ số quá nhiều thì chúng ta sẽ sinh ra cảm giác rằng chúng ta sẽ lo lắng, chúng ta sẽ sợ hãi, và khi chúng ta lo lắng sợ hãi không giống một cổ phiếu sao ạ, thì thị trường chúng ta nó sẽ tăng tiếp. Ví dụ nó tăng tiếp sao thì chúng ta sẽ bỏ lỡ, và chúng ta sẽ mất những cái vị thế mua đẹp. Đó nên vì sao mình sẽ đánh luôn luôn theo nguyên tắc là có bùng nổ đà thì mình sẽ tập trung vào cổ phiếu, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó thì bây giờ mình sẽ bật mí cho bạn về vài dòng mình thấy hiện tại nó đang khá ổn để bạn có thể là chú ý cho chu kỳ phía sau. Thì dòng đầu tiên ấy, mình muốn nhắc tới các bạn ấy, là mình thấy được vài con cổ phiếu của dòng gọi là phân bón nó đang tích lũy khá ổn. Các bạn thấy con DCM đúng giờ, bản chất ở vùng này này nó tích lũy ổn không, nó tích lũy rất ổn đúng giờ. Tại vì sao? Tại vì bản chất thị trường chúng ta chỉnh bao nhiêu nhịp, nó chỉnh khoảng 3 nhịp, 1, 2, 3 nhịp. Con này chỉnh bao nhiêu nhịp, 1 nhịp, 2 nhịp đúng giờ. Ở đây cân bằng đi lên thì nó bật tăng sao, nó cũng bật tăng đúng giờ, 4-500. Ở đây lúc thị trường gì ạ, dài bữa sideways, nó chỉ cần sideways lại tốt thị trường thì lúc thị trường ta vào sóng sao, con này khả năng sẽ vào sóng. Tại vì bản chất của nó thì nó vẫn mang mẫu hình gì ạ, mẫu hình đây, mẫu hình VSI. Thì bạn thấy đây đi, đây là điểm gì ạ, LBS, và có thể gọi là BUSOS gì của nó. Và cái pha này là pha gì ạ, pha hấp thụ lại nguồn cung. Và bạn thấy càng ngày càng về cuối giờ tích lũy thì vol nó càng ngày càng bé lại đúng giờ, thể hiện cho sự tích cực của nó. Và bạn thấy tại vì sao ở đây vol lại bé, thì chứng tỏ đây này, tổ chức họ chưa thể thoát hàng ra. Nếu mà thoát hàng ra sao vol nó sẽ to đùng, nhưng tại vì sao ở đây vol bé, chứng tỏ tổ chức họ chưa thoát hàng ra được, và chưa thoát hàng ra được. Và khi nó đạp về đây mà vol bé trở lại thì chứng tỏ đây nó là vùng gì ạ, nó là vùng rũ bỏ chứ không phải vùng phân phối. Ví dụ như nó vùng phân phối sao ạ, thì nó sẽ có những trạng thái gì ạ, nó sẽ vol nó sẽ rất là to, và nó sẽ có những trạng thái gọi là gì ạ, nó đạp xuống đây thì sao ạ, thì vol nó cũng sẽ càng ngày gọi là nó khuếch đại và nó sẽ đánh thủng hỗ trợ hết, và sẽ xác nhận bước vào pha giảm. Nhưng đây bạn thấy đi, nó tạo ra những cái pha LBS theo cái chu kỳ lớn của nó, và ở đây bạn thấy tích lũy lại khá tốt đúng giờ. Dòng tiền vào ở đây nó cần sideways, và có dòng tiền vào cái nữa thì đó là điểm bạn tham chiến. Thị trường chỉnh nó không chỉnh, nếu thị trường bật tăng khả năng sẽ tăng mạnh thị trường. Và bạn thấy giống đoạn nào ạ, giống ở đoạn này này, đây cũng là pha BU nó này. Đây các bạn thấy này, đi lên đây này, nó gặp đại cản thì sẽ tích lũy sideways như thế này này. Đó, nó tích lũy sideways thì trường chỉnh thì sao ạ, nó cũng chỉnh, nếu dừng bật tăng sao tăng khá mạnh mẽ và bắt đầu nó đi lên gặp lại cản thì sẽ có những trạng thái tích lũy như thế này này. Đó, mình thấy ở đây nó đang có trạng thái gọi gãy nền rũ. Đó, dòng tiền lên và đây nó tích lũy lại sideways và xuất hiện tín hiệu cung cầu, chỉ cần xuất hiện gì ạ, những cái phiên gọi là no supply này
Tết cung này bùng nổ lên là điểm bạn tham gia, đó là bạn lưu ý đối với cung DCM, và bạn có thể là kỳ vọng có thể lấy vị thế trước 20-30% gì cũng được. Mình kỳ vọng là dòng gọi là gì ạ, phân bón nó sẽ vào sóng. Thì bản chất của một cái pha tích lũy là gì thì bạn thấy ở đây đi, đối với mình ấy, cái vùng gì ạ, tích lũy hoặc là tích lũy là vùng gom hàng tổ chức, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng ở đây xuất hiện những vùng gì ạ, những vùng gọi là SC đúng chưa? Thì ví dụ như ở đây là vùng SC thì bạn thấy rõ ràng là cái gì, cái này là tích lũy. Vùng AR là gì, là những vùng ấy gọi là vùng tổ chức họ gì ạ, họ định giá lại doanh nghiệp, tại vì cổ phiếu nó rơi, tại sao ở đây nó không rơi nữa, tại vì ở đây có tổ chức họ và họ đỡ nó mới không rơi nữa đúng giờ. Và khi họ đỡ thì họ xác định rằng ở vùng đây vùng giá thấp, và khi vùng giá thấp thì sao, nó sẽ có những nhịp phục hồi đi lên, và khi nó phục hồi đi lên ở đây thì sao ạ, thì nó sẽ có nguồn cung, thứ nhất do nhà đầu tư chốt lại bán ra, rồi nhà đầu tư gì ạ, kẹp hàng bán ra và hàng cũng nó bán ra, thì nó áp lại cầu và để hấp thụ lại sau thì nó phải cần những nhịp điều chỉnh để hấp thụ vùng giá thấp, và khi nó tạo ra những vùng giá thấp như này thì nó phải cần những cú gì ạ, cú cân bằng trở lại để có thể là tổ chức họ gom hàng, đâu phải họ gom một ngày đâu, họ sẽ gom nhiều ngày, và khi họ gom hàng xong để có thể bước vào cái pha tăng thì họ phải làm cái cú rũ bỏ cuối cùng là spring này cho ai nắm hàng sau phải bán ra hết đi đúng giờ, và khi bán ra hết sau thì tổ chức họ mới đánh lên, và khi đánh lên bạn thấy tại vì sao lên đây này nó lại tạo ra cân bằng, về tại vì sao lên đây nó tạo ra cân bằng, tại vì tổ chức họ phải cần gì các bạn, phải gom hàng tiếp tục, họ tác thụ lại lượng hàng, tại bạn biết rằng bản chất ví dụ như một cái cổ phiếu nó chưa phát hành ra cổ phiếu thì sao ạ, thì nó sẽ có cái số lượng niêm yết là không đổi, thì ví dụ đây họ 500 triệu thì lên đây họ vẫn phải phải gì ạ, phải bán lượng hàng cho đầu tư nhân và để gom lại đủ cái lượng hàng để đánh lên tiếp sau, họ phải cần một biên tách lại trở lại, chứ không phải là ở đây lưu hành 100 triệu lên đây lên 110 triệu là không đúng, quan trọng trong tay ai thôi đúng chưa. Và khi ở đây nó tích lũy lại thành công và khi dòng tiền vào sao ạ, thì khả năng sẽ vào sóng, nên bạn lưu ý hết sức quan sát đối cổ phiếu này, nó chỉ cần tích lũy và sideway dòng tiền vào sao ạ, thì khả năng có thể vào sóng giống đoạn nào, giống đoạn này này nó rũ bỏ một phát thôi đúng chưa, đây này gãy nên rũ một cái này đó, cân bằng sideway này chỉ cần vào sóng như này này bạn thấy đi, nó sẽ tăng một lần đó, nên bạn phải hết sức chú ý đối với con gì ạ, con đạm Cà Mau trong thời gian sắp tới đó. Con DBM nó cũng là một cái phơi mẫu hình tương tự như vậy thôi, bản chất ở đây này nó cũng tạo ra những cái biên sideway này đúng chưa, đây cũng là gì ạ, đây là vùng gì ạ, SC này, bản chất nó cũng là tích lũy đấy, SC này, đây là gì, đây là AR này, đây cũng là ST này, nhưng mà con này nó yếu hơn con DCM, tại vì sao ạ, tại vì con DCM gần đỉnh, còn con này nó xa đỉnh thì nó sẽ yếu hơn. Chỗ này là spin này, rồi dòng tiền xác nhận thì đây là điểm gì ạ, điểm test này, thì đây là điểm gì, tiếp tục là điểm LBS đúng chưa, đây là LBS này, nó cũng test lại khá đẹp này, LBS này, và dòng tiền vào xác nhận bắt đầu nó bị bán ngược trở lại là việc bình thường thôi, tại vì lên gặp lại cản thì khả năng đây nó sẽ cân bằng sideways thì chúng ta mới có điểm mua mới, còn bây giờ thì chúng ta sẽ chưa mua mới được đối cổ phiếu này, quan sát thêm vài phiên xem như thế nào. Giống như đoạn này bạn thấy đi, ở đây cũng tạo ra những mô hình này, ví dụ như bạn nhìn đây là gì ạ, đây là biên sideways đó này đó đúng giờ, thì đây là gì, đây là SC đúng không, thì đây là gì các bạn, đây là AR, rồi đây là gì, đây là ST đó, thì đây điểm gì, spin loại 3 đúng chưa, SB gì đó, rồi bắt đầu gì ạ, nó sẽ xuất hiện điểm test này cân bằng trở lại này, nó sẽ test lên liên tục này mới bắt đầu vào sóng này, nó mới tăng như thế này đó, nên vì sao những cổ phiếu này thì chúng ta chờ gì ạ, những điểm cân bằng tín hiệu dòng tiền vào chúng ta sẽ tham gia, còn đối với mình thì ở đây nó đang tích lũy khá tốt nên bạn có thể kỳ vọng đối với con DBM động tới được. Ở đây đang có sự gì ạ, khá là đồng thuận đối với dòng, thị trường giảm bao nhiêu, con này giảm rất là ít đúng giờ, và nó đang siết chặt hơn thị trường thì chúng ta có thể chú ý được đó. Rồi bạn nhìn qua những cổ phiếu DGC xem như thế nào, DGC đoạn này nó bắt đầu nó cũng vol khá bé trở lại này, nó cân bằng nó cũng hướng lên, nhưng mà ở đây nó chưa bứt phá trên đai giảm, thì bạn chờ đợi thêm khi nào bứt phá trên đai giảm nó tích lũy trên đai này thì chúng ta mới tham gia, còn bây giờ có cứ nó giữ bình thường. Con này nhìn chung thì DGC cũng khá là ổn, dùng phân bón ấy. Còn cổ phiếu CSV thì cái biên của nó khá là lỏng các bạn nha, và cái nền tích lũy của nó cũng khá là kinh các bạn thấy, tích lũy khá kinh đúng không ạ? Đó, mình có thể kỳ vọng được cái con CSV nó lên cũng khoảng bao nhiêu nền ạ? Lên 1 nền, 2 nền, đây là nền số 3, mà lên cái biên của nó hơi lỏng và nó hơi đầu cơ một tí. Nên bạn đánh thì đánh những cổ phiếu đầu ngành thôi, chứ đừng đánh những cổ phiếu đầu cơ như thế này. Nhìn chung nó thì nó đánh như thế này thì các bạn thấy đi, trạng thái này vol nó cũng như nào, vol nó cũng to, biên của nó lỏng thì giống như cái lò xo, ví dụ như nó siết càng chặt sao nó sẽ bung càng mạnh, còn cái lò xo mà nó siết mà hơi lỏng lẻo sao nó sẽ cần sideway hoặc sẽ cần những nhịp test lên cũng cân bằng lâu lắm mới bắt đầu vào pha tăng, nên đó mình ở đây phải chờ đợi thêm. Rồi tiếp tục BFC thì biên của nó cũng khá lỏng các bạn nhé, biên như thế này rất là lỏng này, và bạn thấy dòng tiền thoát ra này, cân bằng này, thì ở đây kỳ vọng tích lũy sideway trở lại, dòng tiền vào bạn mới có điểm tham gia, ví dụ ở đây dòng tiền vào bạn mới có điểm tham gia, còn không thì thôi quan sát thêm. Đây cũng là mô hình gì ạ, nền tảng trên nền tảng giá
Đó nên nhìn chung là dòng dầu khí đang có sự đồng thuận. Cái dòng số 2 các bạn chú ý là mình đánh giá là có dòng thương mại. Các bạn thấy ví dụ như con gì ạ? À? Con BNC này nó vào sóng rồi này. Đó, đúng vậy. Ở đây bản chất của nó là gì? Tích lũy. Đúng giờ tích lũy nó vào sóng như này, bạn thấy đi, đây là SCARST này. Đúng giờ là đây là gì, điểm gì ạ? À? Điểm ST này. Đây là điểm spin này, spin dòng tiền vào này, đây là điểm test lại này, đúng chưa? Cân bằng sideways này, dòng tiền vào này, đây là pha gì? Pha BU này, đúng chưa? Và pha tăng là dòng tiền xác nhận, đây là điểm tham gia này. Còn qua điểm này thì sao? Chờ đợi những điểm gì? Chờ đợi những điểm backtest thì bạn tham gia sao? Đó, các bạn thấy đi, con này dẫn sóng thì khả năng các con khác nó sẽ vào sóng sao? Thì đó mình con ASAN cũng là cái con các bạn chú ý được. Thế đây cũng là đang tạo ra mô hình gì? Các bạn nhìn thì mẫu hình gì ạ? VCBU hẹp đúng chưa? Càng ngày càng thu hẹp biên độ là dần. Dòng tiền vào nhưng mà để tham gia sao thì cần sideways trở lại này, xuất hiện tín hiệu no step cung và dòng tiền vào cái nữa thì có sẽ có điểm tham gia. Thị trường chỉnh nó định chỉnh nó thị trường, thị trường bật tăng sao thì khả năng sẽ bật tăng mạnh thị trường. Đó, rồi tiếp tục con gì ở đây? Con FFBT thì nhìn chung nó hơi biên hơi lỏng thì thôi, đừng tham gia những con này. Tham gia những con nào nó chưa tăng với lại những con nào gì ạ? À? Biên của nó hẹp thôi. Còn những cổ phiếu MLG thì biên của nó cũng khá lỏng, bạn có cứ giữ thôi. Còn ở đây khả năng gặp lại cản sẽ cần sideways thêm. Mua mới ở đó mình sẽ chưa tham gia. Đó, còn con bé thì nó ở dưới đáy thì tham gia những con này hơi yếu, nên chung thì thương mại thì thấy có MSN là ok nhất. Rồi tiếp tục dần qua dòng bất động sản thì hôm nay trần tím liên tục, thì bạn thấy những cổ phiếu BRR nó bật tăng này nhưng bản chất nó chưa bứt phá được trên suối giảm đó, và khi tham gia thì sao, thì chúng ta phải chờ cái nền kiến tạo số 2 nó mới là ok nhất đó. Mình thì những cổ phiếu này tăng lên cũng phải sideways khá là lâu. Mình ví dụ như bạn thấy ở đây đi, khi nó giảm đâu phải nó tăng liền, nó có thể tăng được đoạn đầu nó sẽ tăng nhiều nhưng đoạn số 2 này phải gì, cần tích lũy trở lại này, một thời gian nó khoảng 2 đến 3 tháng, hoặc có thể là một tháng mấy. Chẳng hạn đây là tháng 4 này cho đến khoảng tháng mấy, tháng 5 này mới vào pha tăng mà, chứ đâu phải tăng luôn được đâu, nên bạn đừng có lo, đừng sợ bỏ lỡ cơ hội, và bạn phải chờ nền kiến tạo số 2 mới ok. Còn đó mình đây, bạn nào có cái nắm giữ chờ đợi sideways thêm như thế nào, hay bạn thấy những cổ phiếu có HDC này thì ở đây mình đánh giá rằng ở đây nó cũng đang tạo ra điểm spin đúng chưa, ở đây cân bằng sideways nhưng mà để tham gia thì mình phải chờ nền kiến tạo số 2, tại vì cái nền kiến tạo số 2 đi lên ấy thì nó sẽ an toàn hơn, thể hiện cái tổ chức họ chấp nhận hấp thụ cái lượng cung hàng vùng giá thấp. Mình sẽ ví dụ bạn dân dung, ví dụ bạn thấy ở đây đi, khi cổ phiếu ấy nó đi lên từ nền kiến tạo số 2 nó sẽ an toàn rất nhiều. Ví dụ ở đây bạn thấy khi nó rơi, đúng giờ khi nó rơi sao nhịp đầu nó sẽ bắt đầu nó bật tăng lên đúng giờ, nó cân bằng sideways nhưng bạn thấy sideways cũng sẽ rất là lâu, nhưng mà để xác nhận pha tăng thì phải có những điểm dòng tiền đi lên từ cái nền kiến tạo số 2, thế này là cái nền kiến tạo số 2 này đúng giờ, dòng tiền đi vào sao thì nó mới pha tăng đúng không, nên vì sao bạn phải tham gia từ cái nền kiến tạo số 2, chứ lỡ đây bạn thấy đi nó rơi xuống bắt đầu đây nền kiến tạo số 2 nó chưa rơi xong thì sao, nó chưa dòng tiền vào bạn tham gia sớm sao, thì bạn ăn những nhịp chỉnh như này. Đó nên vì sao cái nền kiến tạo số 2 rất quan trọng. Ví dụ ở đây rơi xong này, nền kiến tạo số 2 ở đây đi lên này thì sẽ vào pha tăng. Nên nền kiến tạo số 2 nó là cái nền quan trọng để bạn chờ đợi cái tín hiệu để bạn tham gia, chứ bạn không nên tham gia quá sớm. Ví dụ ở đây bạn thấy đi lên này nhưng cái nền kiến tạo số 2 đó này nó không đi lên sao thì vẫn có thể điều chỉnh hoặc cân bằng trở lại rất là lâu. Đúng giờ nên vì sao phải chờ cái nền kiến tạo số 2 là cái nền an toàn nhất để chúng ta tham gia. Nên đó mình đoạn này này chờ đợi cân bằng sideways, có nền kiến tạo số 2 dòng tiền đi vào sẽ điểm tham gia đối với HDC. Còn điểm này mình đánh giá rằng con HDC này nhìn chung khá ổn, ở đây cũng là tích lũy khá là tốt này, thì chỉnh nó cũng chỉnh khoảng 2 nhịp thôi, nó chỉnh ở thị trường lúc dù mặt tăng thì kỳ vọng con này có thể vào sóng được. Còn con DG này ở đây cũng bật tăng nhưng mà bản chất nó chưa vào sóng, ví dụ ở đây bạn thấy nó vào sóng thì sao, nó phải đi lên từ từ cái nền kiến tạo số 2. Mà ví dụ như ở đây nó lỡ đánh giống như đoạn này thì sao, ví dụ như đoạn nào ta, ví dụ như đoạn này này nó đánh lên giống đoạn này này, cái nền kiến tạo số 2 này không đi lên này, nó rủ thêm nhịp nữa sao, thì bạn phải ăn đủ nhịp rủ này, mà bạn có đủ can đảm để nắm qua nhịp rủ này không, từ đây xuống tới đây bạn biết bao nhiêu phần trăm không, 30% đó. Nên vì sao bạn tham gia sao thì bạn phải chờ dòng tiền vào từ cái nền kiến tạo số 2 nó mới điểm tham gia đẹp. Còn đó mình thì ở đây phải chờ gió sẽ quay lại thêm. Rồi tiếp tục con DG tương tự như vậy này, dòng tiền vào thì lên đây gặp lại cản này chắc chắn nó sẽ tích lũy trở lại, chứ bạn kêu lên chữ V hả, từ lên tới đây làm gì có. Giống như ở đây nó lên tới đây sao nó phải sideways trở lại này, ở dưới đi lên sao ạ, à? Nó không phải sideways trở lại này, nền kiến tạo số 2 đi lên sao bạn mới vào mua, chứ không phải là ở đây bạn thấy đi lên chữ V bắt đầu vào đu trên đây sideways rồi lỡ nó đặt xuống đây thì bạn nhấn nhịp rõ sao. Đó là vì sao bạn phải tham gia từ diệt từ cái nền kiến tạo số 2, còn trend giảm nó thì chưa bứt phá sao thì bạn phải chờ đợi thêm thôi. Chúng ta sẽ không gì không mua trước, tại vì chúng ta mua trước ví dụ như lỡ giống nhịp này hoặc lỡ giống nhịp này thì sao, đúng không? Nên vì sao chúng ta phải tham gia, chúng ta phải có bộ phương pháp tham gia là chỉ tham gia cổ phiếu từ nền kiến tạo số 2 và các cổ phiếu kênh trên thôi đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi qua thêm vài con cổ phiếu như con sale đi, ở đây dòng tiền nó xác nhận này nhưng mà để xác nhận đi lên sao phải nền kiến tạo số 2. Ví dụ ở đây bạn thấy đi, đi lên cái nền kiến tạo số 2 dòng tiền không vào nó rủ thêm nhịp nữa sao, thì bạn ăn đủ cái nhịp rủ này và chắc gì bạn nắm được cái nhịp rủ này từ đây tới đây rủ biết bao nhiêu phần trăm không, đủ 38% mà sao bạn nắm được. Ở đây cần bằng sideways dòng tiền vào thì bạn mới có điểm tham gia đó, nên lưu ý chờ đợi thêm đối với con sale này đó, cân bằng chúng ta mới có điểm mua chứ đây mua gì các bạn. Rồi tiếp tục đi qua dòng chứng khoán,
Dòng chứng khoán thì mình đối với mình thì nhìn chung đã có những trạng thái tín hiệu phân phối đoạn trên, và ở đây nó đang tạo ra cái vai phải, và đối với mình thì nếu ở đây nó tích lũy lại thì sau đó nó sẽ cân bằng, sẽ quay thêm thôi, chứ đoạn này mình đánh giá nó sẽ không vào sóng, tại vì đã tăng rất nhiều tường đá đi lên rồi đó, nên bản chất bạn thấy nó sẽ tích lũy lại khá là lâu, chứ mà nó vào sóng đó mình sẽ không vào sóng, tại vì bản chất là sóng sau nó sẽ sớm trước. Ví dụ bạn thấy đi, một giai đoạn sẽ có sóng ngành khác nhau, ví dụ đoạn này là sóng gì, đầu tư công, đoạn này là sóng chứng khoán, đoạn này là sóng ngân hàng, đoạn này là sóng gì ạ, sóng khu công nghiệp đó, đoạn này sóng gì bạn, sóng công nghệ. Nếu bạn thấy đi sau qua một cái sóng đó thì làm sao nó có thể lặp lại được đó, nên vì sao chúng ta phải tham gia những cổ phiếu gì ạ, nó ổn ổn tí, chứ cổ phiếu này bạn thấy vol to chứ có tăng nổi đâu, vol to giống tăng nổi đâu, nên nó sideways còn lâu lắm mới tăng. Nên đối với mình thì đối với cổ phiếu dòng chứng khoán thì hạn chế tham gia thôi đó, mình không phải dòng dẫn dắt thì nó sẽ không phải là dòng để chúng ta tham gia, mà những cái cổ phiếu này có sao bạn cơ cấu đi để tìm đánh cổ phiếu khác. Mình ví dụ như bạn thấy đi, sóng ngành đầu tư công đã qua, ví dụ đoạn này bạn thấy đánh sóng đầu ngành đầu tư công được cái đoạn đầu đúng chưa, đoạn này là sóng đầu tư công, các bạn đánh từ đây tới đây đi, bạn bán đi đúng vô, hoặc là khi nó bắt đầu điều chỉnh như nó rũ như này, các bạn thấy nó không có tín hiệu dẫn sóng sao thì bạn đảo qua dòng khác, thế này bạn ăn được 65%, các bạn đảo qua dòng khác, bạn thấy đi, đánh FTS là ăn được bao nhiêu phần trăm nữa, 100 200%, trong khi đó nắm con LCG bạn thấy đi, từ đây tới đây đi ngang các bạn có lãi không, thậm chí nó rũ về đây bạn còn lỗ đó. Nên vì sao bạn phải đánh được cái sóng dòng, bạn chọn được sóng dòng để bạn đánh, và bạn phải biết cơ cấu hình mục, giống như ông William O'Neill ông nói là gì, nó là trong thị trường chứng khoán này các bạn phải giữ những điều tốt đẹp lâu một chút và bán những cái thứ tồi tệ và những người biểu diễn tồi tệ đi, giống như một cái gì à? Giống như một cái trận bóng đá, các bạn là huấn luyện viên đi thì bạn phải thay những người gì kỹ năng yếu kém ra, các bạn thêm những người kỹ năng tốt vào, các bạn đá trong những đấu đó thì bạn mới ăn được, chứ làm sao bạn thấy một cái cổ phiếu gì à? Một cái cổ phiếu mà đang có những trạng thái nó yếu kém hoặc là nó đã hết cái tín hiệu dẫn sóng thì làm sao mà chúng ta thể là nắm giữ và chúng ta kỳ vọng cổ phiếu đó tăng bằng các cổ phiếu khác được đó. Nên vì sao những cổ phiếu dòng chứng khoán làm sao đó mình có thì bạn canh cơ cấu dần, còn đối với mình mua thì đó mình sẽ không mua đó, dòng chứng khoán thì tuyệt đối mình sẽ không mua, quan điểm rõ ràng đúng chưa. Vào như dòng chứng khoán đây nó chỉ là nhịp phục hồi thôi, có thể đây nó tạo ra vai phải, nó bắt đầu sẽ quay lại tích đáy đâu dưới vùng giao khoảng 38 này, rồi sẽ sideways đi lên đi xuống rất là lâu nữa, nên đó mình thì hiện tại chưa tham gia dòng chứng khoán. Rồi tiếp tục dòng gì đây, dòng ngân hàng thì đánh giá có EIB sẽ là một con cổ phiếu đẹp, tại vì đánh giá ở đây nó cũng đi lên từ nền kiến tạo số 2, ví dụ đây là nền 1 đúng giờ thì đây là nền 2 đó, giống như con hồi nãy mình nói con gì bạn biết không, đó là HDC đúng không, cái nền kiến tạo số 2, và đây là bạn thấy nền 1 đây là nền 2 này, và khi đây nó xuất hiện điểm pivot sao ạ, thì nó sẽ có những điểm cho bạn tham gia, thường thường nó sẽ như vậy. Các bạn thấy đây nền 1 này, đây là gì, đây là nền 2 nó này, dòng tiền đi vào này sao sẽ bước vào phá tăng, thì đó mình thì đây nó cũng là một hình VIX ấy, thế đây bạn thấy là đây là SC ART thì đây là gì ạ, spin dòng tiền vào đây, điểm test này, đây là điểm tham gia đúng chưa. Nên bạn thấy con EB sẽ là một trong những cổ phiếu mà đánh giá nó khá ổn, và đoạn này gặp lại cản thì sẽ cần sideways thêm một vài phiên thì bạn sẽ có những tín hiệu mua mới, còn đây dòng tiền vào rồi nên lưu ý đối với con EB được, ở đây chỉ cần hấp thụ lượng cung vô tư kẹp hàng bán ra này, đang là bán ra thì sau đó mới vào đà tăng, thì đó mình thì những cổ phiếu này bạn chỉ cần tín hiệu gì ạ, ví dụ như tích lũy lại trước khi bùng nổ sẽ tín hiệu gì ạ, thì bạn thấy đây cái nền kiến tạo số 2 trước khi bùng nổ thì xuất hiện tín hiệu gì, để mình xem chỉ cho bạn xem này, ví dụ đây nền 1 này, bắt đầu nền 2 này, trước khi bật tăng này, no support cung này, bùng nổ này, no support cung này, bùng nổ này, đó nên bạn chờ tín hiệu này bạn tham gia. Nhìn chung EIB là cái con khá là tốt. Tiếp tục những cổ phiếu như con gì ở đây, ACB thì nhìn chung trên đây nó gặp đại cản xong sẽ cần sideways thêm, còn đó mình tham gia thì đó mình chưa tham gia đâu. Tiếp tục những cổ phiếu như con gì ở đây, BID dòng tiền vào khá tích cực này, lên lại gặp đại cản xong sẽ cần sideways, còn vào pha tăng mới đó mình thì nó sẽ chưa đâu, tại vì ở đây mô hình một đáy đáy ba đáy, và trước nó khi nó tạo ra một cái mô hình công và nó bước vào tăng thì phải cần tích lũy. Mình ví dụ ở đây đi, đây bạn thấy một đáy hai đáy ba đáy đi lên gặp lại cản sao nó phải cần sideways như thế này này đó, dòng tiền vào sau sẽ bước vào pha tăng mới, nên chúng ta cứ chờ thôi, chúng ta sẽ không quá vội tham gia đoạn này. Ví dụ ở đây bạn thấy xuất hiện gì ạ, một đáy hai đáy ba đáy thì đây phải cần sideways mới bước vào pha tăng chứ, chứ bạn đòi tăng liền sao tăng liền, trên đây gặp lại cản nhau tôi thì kẹp hàng bán ra này, có lại bán ra thì sao nó phải cần sideways mới vào pha tăng được. Vietcombank này hôm nay cũng mang những trạng thái điều tiết này lên, chủ yếu lắp ráp rồi này, cân bằng sideways một phiên thì chúng ta mới có tham điểm tham gia, bây giờ chưa điểm mua đâu. VPBank nó cũng tương tự như vậy, chờ đợi sideways thêm. Rồi tiếp tục nhìn qua những cổ phiếu dòng cảng biển thì mình đánh giá con GMD nó cũng khá là đẹp này, những cổ phiếu này này các bạn chờ cái chu kỳ phía sau đó, nó cân bằng lại bạn có điểm tham gia, thì bản chất thị trường chỉnh nó không chỉnh lưu vực tăng sau khả năng sẽ tăng mạnh hơn, và mô hình của nó là mô hình gì, một nền hai nền ba nền đánh giá, giống như con gì, giống như con FRT đó, ví dụ như đây nền một nền hai nền ba thị trường chỉnh sao đây này, nó không chỉnh lưu vực tăng này, rũ bỏ thành công này, nó tích lũy lại một thời gian này, thị trường bắt đầu này nó vào sóng tăng sau thì sẽ bước vào pha tăng mạnh nhất của FRT đó, nên vì sao bạn có thể chú ý GMD được này.
Tiếp tục là IDC, sau IDC cũng cái firm tương tự. Đó là những cổ phiếu bạn có thể chú ý. Đó thì mình đánh giá là những cổ phiếu các bạn có thể kỳ vọng ở chu kỳ phía sau nếu chúng ta tích lũy lại ổn. Và bạn nhớ rằng ấy, trên thị trường chứng khoán này các bạn sẽ không bao giờ thiếu cơ hội đầu tư nếu chúng ta nó xác nhận đáy và đi lên đâu. Và đi lên thường thường sẽ đi lên một chu kỳ chứ không phải đi lên 1-2 ngày. Nên ta sẽ đừng có sợ bỏ lỡ, chúng ta FOMO đuổi giá trên cao thì sẽ mang những trạng thái rủi ro cho bạn. Đó thì bạn phải chờ vậy, chờ nhịp back test hoặc nhịp chỉnh này xảy ra thì bạn mới tham gia, chứ không phải lên lên đây bạn đuổi đuổi rồi vài bữa nó đạp xuống lại cắt lỗ bán ra thì bạn sẽ không được hàng. Và đoạn này bạn đừng đánh tỷ trọng vốn nhiều, tại vì đánh tỷ trọng vốn nhiều vài bữa vỡ, ví dụ như đây 1.276 nó chỉnh một phát vào khoảng 1.230 mấy, chỉnh 40 điểm 50 điểm, các bạn cầm full margin bạn nắm được không? Làm sao nắm được, tâm lý sẽ rất dao động. Còn bây giờ bạn đánh 20 30% đi thì bạn thấy tâm lý rất thoải mái đúng chưa ạ? Nước lên thì liền lên, nước lên gia tăng. Còn sao ạ? Nếu mà nó sai sao cắt lỗ trên những cái tổng quy mô vốn thì hồi nãy mình nói rồi đó. Thì sao ạ? Nó sẽ mang những tỷ trọng rất là thấp rồi chờ đợi cái vòng máy mới chúng ta vào lại sao vẫn được. Đó nên vì sao động này này bạn phải lưu ý về cái tỷ trọng đi vốn là khoảng 30 50% thôi. Khi nào thị trường chúng ta nó xác nhận đi lên từ đỉnh cái là số 2 chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng. Còn không sao thì cứ chờ, đúng chưa? Đúng chưa? Hoặc là lỡ nó gãy xuống sao thì an toàn hơn, là chúng ta mất có một phần ít thôi trên tổng NAV. Đó nên vì sao chiến lược rõ ràng đúng chưa ạ? Đó vì sao đoạn này các bạn cứ hành động thị trường thôi, thị trường ta sẽ không bao giờ sai. Mình kỳ vọng đây nó sai quay, sai quay nó sẽ xuất hiện cho bạn những cái tín hiệu mua nó đẹp hơn đó, hoặc thậm chí có thể về đây cũng không chừng đó. Nên bạn lưu ý những vùng này này, nhưng mà quan trọng chúng ta phải chờ đợi xem nó có thủng cái phiên này hay không nha, và nó phải rút chân lên liên tục khi nó về vùng hỗ trợ để xác nhận FTD thành công, và nó sẽ không có những trạng thái tạo ra FTD thất bại, tại vì có 1/3 cái FTD thất bại. Nhưng mà đó mình thì cái tín hiệu này thì mình thấy cái khả năng thành công khá là cao đó, nên đoạn này thì bạn lưu ý tập trung cổ phiếu nhiều hơn. Và trong thời gian sắp tới mình sẽ nghiên cứu cho bạn về các điểm mua cổ phiếu để cho bạn có thể chọn được điểm mua cổ phiếu sao cho nó chuẩn để đánh một cái trend này tăng đối với sóng này. Thì sóng này mà nếu mà nó giật lên giật xuống liên tục như này và nó vẫn giữ được trend xu thế tăng như này và các dòng tích lũy tốt như thế thì đánh giá nó vẫn có thể là xuất hiện một cái tín hiệu vào sóng cực kỳ mạnh đó, tại vì nó đánh giống như cái đoạn năm 2000 mấy à, 2014 2015 này, bạn thấy giật lên giật xuống giật lên giật xuống giật lên giật xuống đúng chưa ạ? Bắt đầu rũ bỏ cuối cùng này nó có thể bước vào pha tăng cực kỳ mạnh giống như thế này. Thì bạn thấy ở đây nó khác nhau là gì? Ở đây nó là gì ạ? Nó là sideway up thôi. Còn đây là sideway đi ngang này, đây giờ là sideway đi ngang này, còn đây sideway up này. Đó chúng ta có thể kỳ vọng sóng tăng mạnh ở đằng sau được nếu chúng ta nó vào sóng. Đó nên bạn lưu ý nha, ở đây là cơ hội cực kỳ lớn cho bạn đấy. Nên đối với mình thì bây giờ cơ hội nó đang nhiều hơn rủi ro. Nhưng mà bạn phải chờ những nhịp backtest để chúng ta tìm kiếm điểm tham gia sao cho nó chuẩn. Đó chứ không phải là tham gia trên đây này, vài bữa đạp lại cắt lỗ đi ra. Tại vì sao? Tại vì vi phạm đến stop loss phải cắt lỗ thôi. Trên thị trường này chúng ta phải luôn luôn đặt ra điểm stop loss. Ví dụ như cái đoạn này bạn không đặt ra điểm stop loss đối với con DG đi, với con HDC đi, hay con VIN đi đi, cái tài khoản nó đi luôn rồi chứ gì nữa đúng chưa ạ? Nên vì sao bạn phải luôn luôn đặt ra điểm stop loss cho mình chứ? Trên thị trường này chúng ta hãy hành động thị trường chứ đừng cố gắng chống lại thị trường làm gì đúng chưa ạ? Rồi thì đó là những cái điều mình muốn nói trong video ngày hôm nay. Thì các bạn còn thắc mắc gì các bạn có thể là comment ở dưới video này để mình có thể là hỗ trợ cho bạn một cách tốt nhất. Và bạn nào mà chưa vào phần gì ạ? Cộng đồng thì bạn có thể vào đó, vào đây này, vào phần cộng đồng để được làm gì? Để được mình tư vấn một khuyến nghị vào mỗi phiên sáng. Đó, thì một lần nữa, chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh và bạn nhớ cho mình cái nút like cũng như một cái comment để mình có thể là gì ạ? Để mình có thể là có nhiều cái động lực hơn để ra video tốt hơn và kiến thức được ổn hơn trong những cái video sắp tới.